Hello mọi người nha. Ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật cái xe nhỏ nhỏ bên cửa hàng bên này nha mọi người. Đấy, em là Hoàng đây. Hoàng bán xe Luyện Bích đây nha mọi người. Rồi. Thì cái xe này á thác 125 nhưng mà biển số rất là có duyên, 33199. Thì sau khi đăng video thì cũng đã có anh bạn đã đến đặt cọc và mua cái xe này rất là nhanh lẹ nha mọi người. Đấy. Thì cái xe này bữa trước là nguyên thủy của nó là màu đen, nhưng mà bữa nay á, thì mình đã lên theo yêu cầu của ảnh, đó là màu đỏ mâm đen, đó là đỏ sporty nha. Đấy, cái xe bữa nay không khác gì một cái xe thùng nha mọi người. Đấy, thì mình bán cho ảnh với cái giá là dọn rồi xong xuôi hết, bán cho ảnh cái giá chỉ có yếu 50 triệu một tí thôi mọi người. Đấy, mọi người thấy không, một cái xe thác mà với cái giá là 50 triệu thì nó rất là mềm nha mọi người. Đấy, ở đây thì em có thu mua tất cả các dòng xe tay ga, anh em nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho Hoàng. Đấy, AB thì cũng có em này 2019, biển số cũng siêu vip nha, 33966. Đấy, màu xám rất là đẹp nha mọi người. Thì con này thì em bán với cái giá là 37.538 triệu nha, Sonic. Đấy, Winner Sonic đây thì máy zin, chứ ở đây những cái xe mà máy rớt rồi hoặc là lên lòng hay là xe mà xe kiểu xe độ thì em không có chơi nha anh em, tại vì mua bán mỗi người nó có mỗi dòng xe, mỗi người nó có mỗi cái dòng xe để mà bán, mỗi cái sản phẩm để mà mua nha. Thì bên em thì chủ yếu là chơi xe zin thôi, chứ không có chơi xe kiển hay là cũng như xe độ. Attack mode nè. Đấy, Attack mode Vario 2010 150, thì bữa nay em để khoảng cỡ 38 năm nha. AB thì con này thì em để khoảng cỡ 24 triệu, chắc xe rất là đẹp nha mọi người. Đúng chắc xe khoảng tầm 20 trên 20 ngàn tí thôi, chứ không phải xe chạy nhiều nha. Còn đây AB. Đấy, AB đèn siêu nha, đèn LED. Thì nó tầm khoảng cả 29 năm. Đấy, Winner thì nó tầm khoảng cả 28 29 triệu nha mọi người. Grande. Đấy, tầm khoảng 22 năm. Thì Attack Mode thì em cũng còn được 4 em nha mọi người. Mọi người nào có nhu cầu Attack Mode thì cũng alo cho em được nha. Hoặc Attack Việt Nam, hay là anh em nào có nhu cầu mà bán xe thì cứ alo cho em. Attack Việt Nam, Attack Mode, AB tất cả các đời, ly đồ em cũng có nha mọi người. Đấy, đấy, bên này thì em có một cái em AB cũng giá rất là mềm, giá tầm khoảng cỡ con này tầm khoảng cỡ 13.500.000 thôi. 13.500.000 thôi. Rồi, xe anh Tùng phải không em? Dắt ra cho nó cái xe này thì khoảng 13.500.000 thôi, máy zin nha, chứ không phải máy rớt nha mọi người. Ở đây thì em nói rồi, tất cả xe em bán là máy zin. Đấy. Đấy. Còn cái video này thì 20.150.000 luôn, màu xanh nhám. Kia cái ly để giao cho anh em cái. Đấy. Xe nhỏ nhỏ thì cũng bán rất là nhanh. Còn cái ly này thì 150 màu xanh nhám này, em bán với giá rất là dễ thương, 40.500.000 nha. Đấy, xe tất cả xe là đều zin nguyên con, zin nguyên con, đầu kia rớt máy, ok hết nha anh em. Đấy, xe thì thị trường xe mới nó rất là nhiều, cho nên là xe cũ nó có theo thị trường nha mọi người. Xe lên thì tụi em mua giá lên, mà xe xuống thì tụi em mua giá xuống theo cái giá thị trường thôi. Đấy, Vario em này thì 40.500.000, xe này thì 13 năm. Đấy, AB này thì đời 2019, xe nguyên con nguyên thủy hết, chưa có giảm giá gì hết. Cái xe này em bán với giá là 35 triệu. Đấy, biển số Sài Gòn nha mọi người, biển số Sài Gòn, sang tên rút gốc hợp lệ, hồ sơ đồ đầy đủ, chứ không phải là ấy nha. Em đi là em phải thay nhớt rồi đầy đủ nha,
dưới xe hả? Tại vì nó là cái máu giống như mình á, cái xe cái nhớt là cái máu của mình á. Em chạy thoải mái nhưng mà em phải thay nhớt vào. Em chạy khoảng cỡ 800 cây là em thay được rồi, chạy nhiều quá. Hả? Chú cả gì ổng à, chắc ổng đi thay nhớt của ổng rồi chứ chắc anh nghĩ nhớt xe chắc không á. Rồi đây SH Việt Nam cũng tầm khoảng 80 triệu thôi, với một em 150 ABS nha, biển số 38 đuôi cũng rất là có duyên. Đây SH 2021 nha anh em bà con, cái giá nó tầm khoảng cỡ đấy, chỉ cần 50 mấy triệu thôi nha, 55 triệu 500 thôi. Đấy. AB 2018 khóa đèn LED 32 triệu 500 nha. Đấy. Đấy thì em cũng có thu mua tất cả ngoài dòng xe SH nè, Ý SH Việt Kiều Ý, thì những cái xe ga nhỏ nhỏ này em cũng thu mua tất cả các xe nhỏ nhỏ nha, miễn là chứng giấy sang tên hợp lệ thì anh chị em có thể là alo cho em nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn mọi người nha.